hai con nuôi Phi Nhung xúc động gọi Mạnh Quỳnh là cha, Tuyết Nhung và Thiên Ngân. Hai con gái nuôi của Phi Nhung ngỏ lời xin gọi Mạnh Quỳnh là cha. Đáp lại, nam ca sĩ cũng đồng ý, hứa sẽ hỗ trợ hết khả năng của mình để các bé vẫn bước trong sự nghiệp và cuộc sống. Mạnh Quỳnh và hai con nuôi Phi Nhung hát thương cha. Mới đây, đêm nhạc của Mạnh Quỳnh cùng với hai con gái nuôi của cố ca sĩ Phi Nhung là Tuyết Nhung và Thiên Ngân diễn ra tại một phòng trà ở thành phố Hồ Chí Minh. Cả ba cùng hát thương cha, ca khúc mới do chính Mạnh Quỳnh sáng tác và cũng là chủ đề đêm nhạc. Sau tiết mục, Tuyết Nhung và Thiên Ngân nán lại sân khấu bày tỏ với Mạnh Quỳnh: "Chúng con đã mất một người mẹ, bây giờ chúng con muốn thay đổi cách xưng hô với chú. Chú cho con gọi chú bằng một tiếng cha được không ạ?" Nhìn sâu thẳm trong đôi mắt của chú, chúng con thấy được bóng dáng của mẹ Phi Nhung. Đáp lại lời ngỏ từ hai cô con gái của người tình âm nhạc, Mạnh Quỳnh cho biết rất tự hào và thương các con của Phi Nhung nên đồng ý. Nam ca sĩ cho biết mình sẽ không thể tròn trách nhiệm với các bé như những gì Phi Nhung đã làm được. Tuy nhiên anh sẽ cố gắng hỗ trợ bằng hết khả năng của mình. Trong đêm nhạc, Mạnh Quỳnh trình bày loạt ca khúc Xin gọi nhau là cố nhân, gặp lại cố nhân, giọt lệ sầu. Ở tuổi 52 và đang gặp vấn đề về sức khỏe, nam ca sĩ vẫn đảm bảo khả năng hát live tốt xuyên suốt chương trình. Mạnh Quỳnh không ít lần xúc động trước tình cảm của khán giả. "Tôi đi hát 30 năm, cuộc sống rất nhàn nhã. Tôi tự thấy mình là người nghệ sĩ chân chính, chưa bao giờ làm những gì sai để mọi người phải chửi rủa mình", anh chia sẻ. Thiên Ngân, cô con gái út trong ba người con nuôi của Phi Nhung, có giọng hát mượt mà, tình cảm. Song song với sự nghiệp ca hát, cô gái sinh năm 2003, hiện đang theo học tại trường Đại học Kinh tế Tài chính thành phố Hồ Chí Minh. Tuyết Nhung được ví là bản sao của mẹ Phi Nhung. Nữ ca sĩ thời gian qua gặt hái một số thành công nhất định, nhận được lời mời biểu diễn từ một trung tâm ca nhạc tại hải ngoại. Đêm nhạc có cả sự xuất hiện của ca sĩ Quỳnh Trang. Cả ba thời gian qua nỗ lực trên con đường ca hát, đồng thời hứa sẽ sống tốt để tiếp nối con đường dang dở của mẹ Phi Nhung. Mạnh Quỳnh trong vòng quay của khán giả sau đêm diễn, do sức khỏe không tốt và bận lịch trình, anh sẽ về lại Mỹ trong vài ngày tới. Diễm Phạm, quản lý cố ca sĩ Phi Nhung, luôn có mặt tháp tùng các bé trong các show diễn lớn nhỏ. Tròn một năm Phi Nhung qua đời, ekip của cô vẫn tiếp tục hành trình thiện nguyện với sự chung tay của mọi người.